Những ngày gần đây, Đào Phở và Piano là bộ phim nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Theo ghi nhận, vào ngày 21 tháng 2, không khí tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia vẫn vô cùng náo nhiệt, bởi đây là nơi duy nhất chiếu bộ phim này, do đó lượng khán giả rất lớn. Nhiều người đã phải tới tận nơi để mua vé do trang web của trung tâm bị quá tải. Mình thấy thì xếp hàng không quá lâu, khoảng tầm 30 phút và mình đã mua được vé, nhưng mà hiện tại thì mình chỉ chọn được những cái vé ở cái hàng đầu thôi. Chọn rất nhiều suất chiếu nhưng hầu như chỉ còn hàng đầu thôi. Những ngày tiếp theo thì những cái hàng ghế đẹp thì đều đã hết rồi ạ. Nếu mà đợi thêm vài tiếng nữa thì mình sẵn sàng đợi, bởi vì hôm nay mình đã dậy sớm để đi rồi. Đây là lần thứ hai tớ đến mua, trưa hôm qua đến mua nhưng mà không được. Mặc dù là hôm nay mới có thứ tư thôi nhưng mà tớ đã phải đi mua vé, mà đến tận tối ngày thứ bảy thì tớ mới xem được. Bởi vì là tất cả những cái lịch kế tiếp thứ 5, thứ 6 thì đều hết vé rồi. Và phải đến thứ 7 nhưng mà cũng phải là giờ muộn nhất, đấy là 23 giờ thì mới có vé để xem. Là một bộ phim về đề tài lịch sử, khắc họa rõ nét những khắc nghiệt của chiến tranh. Vì vậy nhiều người kỳ vọng bộ phim sẽ được công chiếu trên toàn quốc, qua đó giúp mọi người hiểu thêm và trân trọng hơn lịch sử nước nhà. Tại vì bộ phim Đào Phở Piano ấy ạ, thì là một bộ phim bây giờ đang rất là hot và rất là nhiều bạn trẻ quan tâm ấy ạ. Và mình thì cũng là một người rất là yêu lịch sử ấy ạ. Nên là mình về một bộ phim lịch sử mà lại còn do nhà nước làm thì chắc chắn là một cái phim rất là khá là chất lượng. Thế nên mình đang rất là kỳ vọng về bộ phim này. Mình đã chờ khoảng hơn một tiếng rồi nhưng mà vẫn chưa có vé để xem ạ. Nếu mà bộ phim này thật sự hay mà đúng như sự kỳ vọng của mình thì mình mong muốn là mình sẽ có thể xem lại lần 3, lần 4, lần 5 luôn. Tại vì đây, mình là một người rất là yêu thích lịch sử Việt Nam ạ. Nhận thấy nhu cầu xem phim Đào Phở và Piano của khán giả tăng cao, hiện tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia đã liên tục tăng suất chiếu nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu của khán giả. Đây là một hiện tượng vô tiền khoáng hậu, đồng thời là tín hiệu vui cho phim điện ảnh nhà nước đặt hàng.